Đây là một con vật khổng lồ màu đen các bạn nhé. Hôm nay là mình review con này cho các bạn xem nhé. Sợ chưa? Không biết con này đến gần nó có bị nó hút cho một cái không nhỉ? Đau quá. Đây này, con nhìn xem con gì này, con đoán mãi chưa ra con gì à? Con trâu. Không phải con trâu, con ừ, đúng rồi. Khả năng là con bò. Bò. Ừ. Tại bà. Sao con biết là con bò? Vì nó có hay đi sừng. Con trâu nó ngoài sừng như vậy. Con trâu chỉ ở ngoài đồng thôi bố ơi. Con trâu nó cũng ăn cỏ, nó cũng ở đây là ở cánh đồng cái gì. Nhưng mà nó từng ở ruộng mà phải có người đắt nó chứ. Cái gì phải dắt thả ra để tự ăn chứ nó lớn rồi. Ôi, nó tự ăn thì ở đâu người ta bắt về ăn nấu lẩu à? Tỏi nấu lẩu không sao. Đố con biết là con này là con đực hay con cái này? Cái. Con cái thì nó phải có con nó đi theo chứ không có con này. Ôi. Nhưng mà con nó chưa có con gì cả. Nhưng mà nó phải nếu mà con cái thì phải có vú chứ con này sao không có vú? Bố có gà quay đằng sau quần nó đâu? Tí nếu bố quay cho mình xem. Nó con cái là phải có vú chứ. Thế con nhìn đâu con bảo con cái nào? Đâu? Ở trên đầu nó. Trên đầu nó là cái đầu con nhìn xem. Ở dưới gầm nó. Đầu nhìn nơi xem nào. Đâu? Đầu đây. Gần đây. Con nhìn thấy đâu? Đấy. Con này mà con cái. Ừ. Cái tay mà nói các bạn đố các bạn biết con này là con gì nha, các bạn comment cho mình nha. Xin chào các bạn.